Các bạn thân mến, hôm nay bọn mình lại nói về một vị tỷ phú, một người cực kỳ thành công, giàu có và nổi tiếng hiện nay. Đó là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Vượng sinh ngày 5 tháng 8 năm 1968 tại Hà Nội, quê gốc ở Hà Tĩnh. Ông hiện là người giàu có nhất Việt Nam và là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam vào năm 2011. Hiện nay, tổng tài sản gần 8 tỷ USD tính đến thời điểm đầu năm 2022. Ông Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, hiện đứng vị trí 274 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes, tiến thấp hơn nhiều bậc so với các năm trước đó. Vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam còn được tạp chí Bloomberg vinh danh trong top 50 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành công viên giải trí, nhờ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam được Bloomberg vinh danh nhờ có những đóng góp lớn đối với ngành công nghiệp sáng tạo thế giới. Trước khi trở thành tỷ phú thế giới với khối tài sản khổng lồ, ông Vượng của chúng ta từng có quãng thời gian khởi nghiệp với hai bàn tay trắng đi lên từ việc kinh doanh nhà hàng và sản xuất mì ăn liền ở Ukraine. Ông đã làm được những điều mà không ai tin là có thể. Vậy con đường thành công vang dội của ông như thế nào? Mời mọi người cùng xem tiếp video nhé! Phạm Nhật Vượng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp phổ thông. Nhờ những thành tích học tập xuất sắc đã được chọn sang du học ở Moscow, Nga tại trường mỏ địa chất và theo học ngành kinh tế địa chất. Năm 1993, ở thời điểm khi Liên Xô đã tan rã thì có rất nhiều hệ lụy cũng như tạo ra cơ hội mới. Phạm Nhật Vượng sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế địa chất đã không lựa chọn theo nghề mỏ đã học mà bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Đầu tiên ở chính thủ đô của nước Nga, sau đó ông chuyển đến Ukraine, mở cửa hàng và thành lập công ty Technocom tại cố đô Kharkov. Giữa năm 1993, ông bắt đầu sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Mivina theo quy trình sản xuất nhập khẩu từ Việt Nam. Đến năm 2004, mì ăn liền hiệu Mivina đã chiếm đến 97% thị phần Ukraine. Năm 2007, doanh nghiệp của ông bắt đầu sản xuất thức ăn nhanh và sản xuất các loại súp đóng gói. Thành công vang dội, cái tên Phạm Nhật Vượng được xứng danh ông vua thức ăn chế biến tại thị trường Ukraine. Đến năm 2010, sự nghiệp của ông rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn khác khi Nets mua lại công ty Technocom với mức giá không được tiết lộ. Sau đó, Phạm Nhật Vượng quay về Việt Nam. Ông nảy ra ý tưởng biến một số đảo hoang sơ tại Nha Trang thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Kết quả là Vinpearl Resort Nha Trang với 225 phòng sang trọng ra đời. Một năm sau, ông khai trương Vincom Bà Triệu, tổ hợp trung tâm thương mại đầu tiên tại Hà Nội. Ba năm sau, ông bổ sung 265 phòng nữa tại Vinpearl và lắp cáp treo xuyên biển dài 3,2 km. Ông cũng cho xây dựng Vincom Village với hàng trăm biệt thự cao cấp. Vincom được niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2007. Trong khi đó, Vinpearl vẫn là công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng độc lập. Đầu năm 2012, công ty cổ phần Vinpearl sáp nhập vào công ty cổ phần Vincom và chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng với sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội đồng cổ đông bầu vào vị trí chủ tịch tập đoàn. Hiện nay, Vingroup đã khẳng định mình với 4 nhóm thương hiệu chiến lược bao gồm Vinhomes, hệ thống bất động sản nhà ở dịch vụ hạng sang, Vincom, hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp, Vinpearl, bất động sản du lịch, dịch vụ du lịch giải trí và đặc biệt là VinFast, ô tô thương hiệu Việt. Năm 2014 được đánh giá là năm bản lề gia nhập thị trường bán lẻ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi mua lại chuỗi siêu thị thuộc quản lý của tập đoàn Đại Dương Ocean Group và xây dựng các thương hiệu như VinFashion, BFF, VDS chuỗi siêu thị tổng hợp, VinPro bán lẻ điện máy. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng ra mắt thương hiệu thương mại điện tử AD rồi để cùng các công ty con trong lĩnh vực bán lẻ khác mở rộng phạm vi hoạt động và tăng độ phủ trên thị trường. Tiếp đó, tập đoàn Vingroup chính thức công bố gia nhập lĩnh vực nông nghiệp với thương hiệu Vineco. Mục tiêu của Vineco là cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn, tiến tới việc đưa một số nông sản thế mạnh của Việt Nam ra thế giới.
Tập đoàn Vingroup được đánh giá là thương hiệu đa ngành lớn mạnh trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Tập đoàn này đã liên tục có những công trình lớn mang tầm cỡ quốc tế như Time City, Royal City, biệt thự Vinhome Riverside, hay sắp tới đây là chung cư Vinhome Nguyễn Chí Thanh. Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, chính là người đã góp phần lớn tạo nên một thương hiệu lớn mạnh hàng đầu trong nền kinh tế Việt Nam. Tòa nhà cao nhất Việt Nam, Landmark 81 tại Hồ Chí Minh cũng là một công trình nổi tiếng của tập đoàn đình đám này. Ngoài ra, trong mảng bất động sản bán lẻ, Vingroup đã mang Vincom Retail lên niêm yết từ cuối năm 2017. Theo đó, Vincom Retail đang sở hữu 4 dòng thương hiệu là Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom Plus. Nó cũng đang vận hành 66 trung tâm thương mại tại 38 tỉnh thành. Các bạn thân mến, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm được những điều tuyệt vời cho đất nước bằng sự phấn đấu, nỗ lực và bằng một trí óc sáng tạo không ngừng nghỉ. Còn bạn thì sao? Bạn đã cố gắng phát triển bản thân, nâng cao tầm nhận thức, nâng cao kỹ năng để có thể trở thành một người thành công trong lĩnh vực của bạn chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Bạn cũng đừng quên là nhấn nút like, nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm quả chuông thông báo bên cạnh để mỗi khi mà bọn mình phát hành video mới thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé! Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.